Để lại với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh chúng tôi, Terry Thanh Hương từ Bursa Tickets. Xin lời chào Thanh Hương ngày well, hôm good nay. Good morning anh Thủy. Good morning quý vị Little Saigon. À, Thưa quý vị, sáng sớm nay tí nữa là Thanh Hương không có cái bản tin tức để đọc ra anh ngoài Rất là vậy. nhiều gió. Bước lên rồi dạ, cái gió nhờ. nó bay, bay bay bay, tờ giấy nó bay mất may là có cái các bác ở dưới nhà uống cà phê chụp dùng. Nhưng mà hồi nãy nhìn ra cái màn ảnh rộng thì quý vị thấy có trên bàn có một cái quả chanh ừ. mà chúng tôi nhìn xuống thì nói uh, thanh hương mang quả chanh bị ung thư này đến đây để làm gì? Tại <laughs> vì anh thụy biết sao hôm cuối tuần vừa rồi đi uh, đi tới một nhà người bạn sinh nhật á thì nhà anh đó có ừ, cái trái này thanh hương rồi. lại tưởng là trái bưởi hóa ra là trái chanh <laughs> nó chưa rồi thanh hương thấy một trái chanh bự như vậy thôi. Oh, để tôi mang cho ừ. cái quả chanh ở nhà của chúng tôi. À, nó nó to như trái bưởi á. Really. Nó to như thế này. Wow, Thành thanh hương nghĩ là cái này nó nó, nó to mix lắm với mà. anh hả nó mix grapefruit với lại chanh tôi nghĩ là nhau. cái quả chanh này nó bị một cái con mà nó ăn phải cái phóng xạ nguyên tử từ nhật á bay sang california nó chích vào trong đó nó truyền cho nên nó ra cái quả nó sần sì là là cái thầy bị bệnh MERS <laughs> nhưng mà có những cái vấn đề liên quan đến thuốc của chúng ta ừ. uống bác sĩ thường đó mọi người uống xong là Tôi để ý thấy người Mỹ cũng vậy nữa. Ừ. Họ mở, nếu mà họ nhìn lên họ thấy hết hạn rồi. Yeah. Họ mở ra, họ nhấn. Bỏ vào thùng rác. Không, oh. toilet. <laughs> toilet còn đỡ anh bỏ ngày. Vào người bỏ vào trong toilet, thùng nhấn nút một cái chạy mất thì xong, phủi tay. À, cái cách mà bỏ thuốc như vậy có đúng không Thanh Hương? Um, theo như um, Thanh Hương tìm kiếm trên Internet đó anh, uh -huh. thì họ nói nếu mà là cái thuốc gọi là control substance, ấy, tức là những cái thuốc mà cho người ta uống bị... Uh, À, thần kinh rồi những cái thuốc oh. mà control là bị dai đi đó thì chế ngự những dạ. cái hoạt động tinh thần ừ, của thần thì kinh của chúng ta đúng nhất là mình bỏ vô trong câu tiêu đợi cho nó tan hết xong mình rực cầu đi ô oh, thì được thì ok à. còn những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu những cái thuốc mình không cần thiết đó anh thì họ nói tốt nhất đó là mình bỏ vô trong cà phê cà phê mà mình mình vứt đi vào cà phê đó hoặc là rác á rồi mình bỏ vào trong một cái zip lock nên bỏ vào ziplock, ziplock xong mình trộn nó chung với lại những cái rác uh -huh. của mình, rồi mình vứt thùng rác uh -huh. và có những cái nơi nữa thì chúng ta có thể uh, uh, đến những cái pharmacy của uh -huh. Mỹ và hỏi coi là có cách nào để chúng ta uh, họ lấy lại những cái thuốc chúng ta không cần và họ có một cái nơi để họ disposable những cái tương tự như là dầu mà quý vị thay nhớt ở nhà uh -huh. đó dầu nhớt đó, uh -huh. họ nói mang đến những cái chỗ bán đồ phụ tùng xe cứ để uh -huh. đó họ có, tôi thấy ở ngoài để những cái thùng phi uh -huh họ nó cứ để đó thì yeah. nhân viên họ sẽ tìm cách họ ừ. đi và bởi vì cái dầu chúng ta mà sử dụng thay rồi đó ừ. vẫn có thể recycle làm yeah. lại như thường thay ừ. vì ừ. nếu mà chúng ta không biết bỏ vào thùng rác đó, nó đổ ra ở ngoài môi sinh đó ừ. sẽ gây hại đến cả trăm năm sau nữa yeah, vẫn vì vẫn chưa right. có hết ừ thưa quý vị những cái thuốc nào quý vị không uống ừ. à, quý vị à, nghĩ là quý vị muốn cho thì quý vị có thể đến những cái pharmacy của CVS hay Walmart hỏi ừ. họ có thể là họ sẽ biết những cái chỗ để chúng ta um, disposable recycle những cái uh, cái cái thuốc này và nhất là những cái thuốc mà uh, gọi là um, nặng á anh nếu như, ừ. như anh Thụy nói chữ nó quá dài anh cũng không có nhớ thì chúng ta đổ vào cầu tiêu đợi cho cái nước nó tan thì chúng ta giật à. cầu đi hoặc là có đúng. các cách đó quý vị trộn những cái thuốc này vào chung với sô cô la quý ừ. vị giải ra ngoài bãi cỏ ở phía trước ừ. để cho những con chó nào nó ị bậy mà người chủ không có hốt đó thì cho nó chết dáng chịu ừ. nhưng mà đó, đó là cái chuyện thật cái ừ. chuyện mới đây ở San Diego có Trời một cái đó. anh á Really? Anh cứ mỗi sáng anh ra là anh thấy một cái bẫy à, cồn à. chó mà anh, anh tức kế sợ anh canh hoài Mà anh nói là tại sao những người chung quanh nó vô trách nhiệm như vậy ừ, Thế lộ anh mang chocola ra anh giải đầy săn hết ừ. Mà con chó nó ăn chocola đó là bị bệnh đó. Đúng rồi anh Nhưng mà có một cái mẹo mà thanh hương biết được là quý vị <laughs> Cách lấy ờ, những cái cạc tông sữa đó anh Rồi mình cắt nó ra xong uh -huh. mình để nước với sữa trong mình để vào đó thì chó nó sẽ không tới đó là oh, một bà hàng xóm chỉ cho thành Hương biết. Hay quá. Ừ. Nhưng, Nhưng mà, mà thấy nó cũng dơ, nó, ừ, nó hôi lắm. lắm. Ừ, có người còn lấy cả cái lấy cái những cái bình sữa rồi bỏ sữa cái trong các đó. Cái tông màu trắng là, uh -huh. một ca lông mà mình cắt nó ngang ra à, xong mình để cứ... sữa xong mình để trong cái xung cái, quanh xung quanh cái bãi cỏ của mình Được thì vâng. chó nó sẽ không tới hay quá vâng nếu quý vị nào mà nhà mà cứ thấy rằng thỉnh thoảng mà có những người chủ nhân mà vô trách nhiệm đó ừ. những người có trách nhiệm bao giờ họ cũng mang theo găng tay và một cái bịch nhỏ dạ, xong để mà hốt đi. những cái thứ gì mà chó của họ ị ra ngoài dạ vâng. cứ thay vào đó cứ để cho thoải mái ở ngoài đường phố à bên cạnh đó còn những cái tin tức nào nữa vâng mà. thưa quý vị Trời có mà. những cái um, gọi là health À, những cái cái sức về những cái uh, sức khỏe của mình á mà mình hay lo lắng và uh -huh. mình nghĩ là à uh, thôi chết tôi không được làm cái này tôi không được ăn cái kia Đúng. thì mình lo yeah. lắng nhiều thì có sáu điều mà chúng ta hãy gạch bỏ hết những à, cái lo lắng đó đi đó. là À, có nhiều người sợ uống uh, uống sữa đó, anh uh -huh. mà gọi là one hundred percent phát mập thì bị mập, cái thì đó mà... đúng không? Ừ, thưa không đúng thưa anh, oh. thì người ta nói nữa là sữa mà nguyên kem rồi phô uh, uh -huh. thì uh, có có thể uh, giảm được nguy cơ mà bệnh tiểu đường oh. hai, type two. và béo phì và bệnh tim mà theo một số lượng thì tất cả những cái dược phẩm lượng cao này đó anh nó không có nghĩ không có béo như là mình nghĩ nó sẽ hmm. nó sẽ dự giảm được cái 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 bệnh tiểu đường nhưng mà ở đây nó phải I gọi two. là whole milk yeah, mới whole được whole milk đó whole thì milk. mình cứ sợ mình cứ uống non-fat hoặc là mình uống 2% fat nhưng Đúng. mà cái mà 100% whole milk cay một trăm phần trăm á thì hmm. không không có nguy hiểm như chúng ta nghĩ nhưng ăn cho đến khi là chúng ta ngồi chúng ta uống một hai can lông một ngày và thì kể, kể nó... cả ăn cream ăn uh -huh. cheese và butter nữa, nữa. Yeah nhưng mà mình phải ăn bơ đi. chứ anh không có được ăn uh, margarine oh. margarine rất là nguy hiểm nhưng mà thường đó, người ta nói bơ đó thì thấy trong đó có nhiều cholesterol nhưng mà bây giờ họ nghiên cứu là margarine độc hơn là cả bơ anh hay là chúng ta cứ trở lại với ừ, bơ bình thường quá hay quý vị uh -huh. thấy nha yeah. cho nên nếu quý vị thấy nào mà hay la con mấy đứa con của mình mà uống sữa nhiều quá đó yeah. thì đừng có lo ừ, không không là một cái nữa là chúng ta rất là lo khi đi vào trong uh, cái vệ ngại. sinh công tùy, cộng tùy sợ lắm, lắm. Ừ. nói là chúng ta có thể mình thấy cái uh, gì nó không sạch sẽ bằng uh, nhà mình á đúng rồi sợ là không có được ngồi vào trong cái đúng cái, 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 cái bồn cầu tiêu yeah. hoặc là trong cầu tiêu dơ thì ừ. thưa quý vị họ nói cái chính á, là cái phân là cái mà nó nó mang lại cái bệnh nhưng vi, mà, trùng. vi trùng nhiều nhất nhưng mà cái đó không đúng 15 phần trăm thôi và trong tích tắc khoảng chừng bao nhiêu phút thì tất cả những cái vi trùng nó nó sẽ biến lên hết nên chúng ta không cần lo. Đã chết đi. Một phần là nó bị ừ. đẩy xuống sông xuống biển <cười> <cười> hai là nó nếu mà nó còn loi ngoi trên ừ. mặt đó ừ bám ở đâu đó đó yeah. thì nó chỉ một vài phút sau nó chết, đúng rồi. cho nên thực sự đó cái bàn cầu á ừ. họ nói đôi khi nó còn sạch sẽ hơn những cái chỗ khác nữa, đúng rồi anh, và yeah. cái quan trọng nhất là chúng ta nhớ là rửa tay thật kỹ thôi mình cứ hát cái bản happy birthday đúng như vậy rồi, rồi là xong có hát lại... một lần à? hát một một lần. Anh và cái quan trọng nhất tại <laughs> bây giờ mình mình đang bị thiếu nước đúng thôi <laughs> hát hát một phần ba bài thôi và cái quan trọng nhất là anh Thụy biết khi mình đi vào trong những cái uh, public uh, công cộng đó uh. Uh, vệ sinh đó mình hay có cái đồ mà nó không có dùng giấy nó dùng cái phe mà nó sự... đúng nó... ấy người ta nói là không nên tại vì làm như vậy mình sẽ spread là uh, những oh. cái vi trùng ra nhiều hơn nữa thành ra nên ừ. dùng uh, giấy để lau vứt đi thì hoặc tốt là thôi. hai cái đùi của mình hai cái đùi mình <laughs> được không không được hay là hai cái vì, mông tại vì mình chùi đó tay mình lại dơ lại tại vì quần áo mình mà không anh thụy này không được quý <laughs> vị mà đi ăn với anh thụy là mấy chữ anh thụy rồi rất nhiều thói quen vâng thưa quý vị lấy tay chùi lên rồi kế đến là cái cà cái, cái gì? Thưa anh, cà phê thì mỗi sao? buổi sáng một ly cà phê có thể giúp à bệnh tiểu đường số mm. 2 bớt đi tới 7%. À mm. mà mm. <laughs> và một thói quen nữa là 4 ly một ngày có thể bớt được 20% những cái bệnh gọi là melanoma tức là bệnh mấy cái anh uh, mấy cái uh, khối u tính ung um bú à, à ung um bú Thành ừ, yeah. ra quý vị không có lo là đừng uống mm. nhưng mà đừng quá đừng uống quá 4 ly một ngày. Mà nếu quý vị nào uống cà phê mà không đường không sữa thì càng tốt nữa. Đúng rồi. nói đây cà phê đây là mình nói là cà phê đen với đường thứ không có bỏ à, uh, rồi chantilly rồi mấy cái cream whipped cream thì không tốt tại vì uh, theo Thanh Hương biết là một cái ly Starbucks đó anh mà có cream đầy đủ hết Đầy đó. đủ 580 calorie. <laughs> Hay là quý vị uống cà phê nên Chắc chúng thì ta Trong một ly cà phê bình thường chỉ có 100 tới 120 <laughs> calories mà Được thôi. Vâng. Và cái thứ ba là thay uh, Hương thích là ăn rau đó anh là mình phải luộc lên cho thật chí là tại vì những người mà tôi bị ruột các anh. Ăn nhưng mà những à. người mà bị ruột như à bị IBS à. thì cái cái rau cứng rất là khó nhưng mà họ nói là rau mà nấu lên á như là cải xanh, cà rốt và zucchini thì khi mà Bốc mình luộc ư? lên broccoli nó có một cái chất gọi là oxy hóa Uh, carotenoid oh. và Acid rồi nó, nó, nó không có không có nó lại thêm được cái chất đó thì ra quý vị đừng có lo là cứ luộc rau thôi, ăn bình thường không sao hết. Broccoli nhưng... nè, uh -huh. carrots và zucchini, zucchini, tức là mướp mướp mỹ. À mướp mỹ, <laughs> nó gọi là mướp mỹ hả? Mướp giống quả mướp. Oh zucchini. <cười> <cười> thì ba cái cây cái trái này đó hoặc là rau quả này quý vị ừ. nên luộc. Và khi mà luộc thì nó lại cho ra nhiều cái chất antioxidant oxidant hơn rồi, là ăn sống Dạ đúng rồi và nó hay bớt quá. được bệnh tiểu đường number 2 ừ. Và một cái nữa nhanh chóng là chúng ta các phụ phụ nữ mà đi chích cái epidural shot khi mà có có thai đó anh Thì ừ. họ nói là chích trước hay là chích sau thì thưa quý vị bình thường không có gì khác hết và cứ một cái ngạc nhiên cuối cùng tôi thấy rằng là bột ăn ngọt bột ngọt đó uh -huh họ nói rằng bị nhức đầu và nhiều cái bệnh nguy hiểm khác nhưng cho đến giờ phút này thì không có, không chứng có ai chứng minh không được chứng trong mình. các cuộc nghiên cứu ừ. nhưng wow. anh thấy là người người Trung Hoa họ ăn bột ngọt rất là nhiều họ đâu có bị gì đâu mà ở Việt Nam mình gọi là mì chín, mì chín <laughs> có thể là trong cho đầu tôi một mình. chén mì chín ở trên bàn mỗi một cái bàn ở Hà Nội tôi để ý đó ai cũng nói đó là lúc nào cũng có một cái lọ mì chín đấy và cứ cho nó vào thực sự thì với cái này thì chưa biết như thế nào nhưng mà ừ. có những người bị dị ứng với mì chín bột ngọt ừ, thì cũng nên tránh có thể ăn. là nhiều khi mình psychological mình nghĩ à, vậy nhưng thôi nhưng mà cái ra. cuộc nghiên cứu này ngạc nhiên ừ. đó cho ừ. đến giờ phút này bản tin chúng tôi nhìn vừa đọc thấy đó dạ, là vâng. không có cuộc nghiên cứu nào chứng minh là gây hại đến cơ thể con dạ, người vâng. cho tạp chí appetite tôi nói... nghĩ ăn vừa phải thôi thì được dạ, ăn vừa phải thôi tí bột ngọt cho nó ngọt dạ, vâng. thơm cảm, cảm ơn thanh hương nhiều quá và quả chanh rất đẹp <laughs> để ở trên bàn chúc Thuỵ. quý vị một ngày làm việc thật vui và <laughs> xin hẹn lại vào buổi chiều hôm nay thế nhưng à, quý vị giữ băng tầng 57.7 theo dõi tiếp tục các chương trình thường lệ của đài quý vị nhé